Dạo này thấy các bác kêu là bận bịu quá nên có ít thời gian đi du lịch. Tưởng gì khó chứ cái này hai chị em lo được nha. Mời các bác tham khảo ngày trực tour ăn chơi sập Nha Trang chỉ trong một ngày của em. Đảm bảo sẽ không làm các bác thất vọng đâu. Sáng sớm thì các bác cố gắng dậy sớm make up, ăn diện lộ là để 8 giờ mình đi khám phá cho trọn vẹn nhá. Điểm đến đầu tiên là cầu Cảng Hòn Tầm. Cảnh ở đây thì siêu đẹp luôn nên các bác check in sống ảo thoải mái nhá. Bác nào mà thích vận động thì có ngay những trò chơi trên biển như dù lượn, mô tô nước, lặn biển cho các bác vui chơi đã đời luôn. Sáng giờ phơi nắng rồi nên phải đi tắt lại cho ra thôi. Đến đây thì các bác không được bỏ qua trải nghiệm tắm bùn nha. Chỉ với 280 cảnh một người, cảm giác được ngâm bùn khoáng nóng vào người nóng mê lắm luôn. Chỉ cần ngâm tầm 30 phút thôi là da đã mịn mượt đã cực kỳ nhá. Gần trưa thì mình di chuyển về làng chài, ăn hải sản đánh bắt của cư dân địa phương. Hải sản ở đây thì đúng đỉnh tươi ngon luôn nha. Ốc hoàng hậu, tôm hùm, cá bò hầm mực, ăn phải nói là đã cái nư luôn. Đến đầu giờ chiều thì về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó thì mình thay một outfit khác thật xinh đẹp để tiếp tục đi khám phá nhé. Chứ đi chơi mà có một bộ ảnh thôi thì phí quá. Điểm đến đầu tiên là Viện Hải Dương Học, với giá vé vào cửa là 20-40 cành nha. Đến đây thì các bác nhất định phải check in với bể cá hình trụ. Dạo chơi một lúc mà thấy đói đói rồi, nên trên đường về em tạt qua bánh căn 51 thầm thử món tôm mực tươi giói, cắn ngập răng chỉ từ 15-50 cành trên một cái nha. Vui chơi chán chơi rồi thì mình về khách sạn nghỉ ngơi xíu, tầm 7:30. Em ghé quán buffet để ăn tối chỉ 180 cành một người mà được ăn hải sản thỏa thích no nê luôn. No cái bụng rồi thì đi dạo biển ngồi chiêu ngắm thành phố về đêm và kết thúc chuyến tham quan gói gọn cho một ngày tại đây. Một tour Nha Trang quá là hợp lý và năng suất luôn. Bác nào không có thời gian thì tham khảo ngay chiếc tour ngon bổ rẻ nhanh gọn này của em nha.